Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nghẹt thở, các cabin giải cứu phụ xe mắc kẹt sau tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 11 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, đoạn qua xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vụ tai nạn này đã gây kẹt xe cục bộ hướng Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào lúc 6 giờ cùng ngày tại Lý Trên, km 35+300, cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây thuộc địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xe tải 89H00939 đã tông vào đuôi xe tải 92C05690 chạy cùng chiều. Cú tông mạnh làm đầu xe 89H00939 dính chặt vào đuôi xe phía trước, khiến tài xế và phụ xe bị mắc kẹt. Tài xế xe tải tỉnh Hưng Yên và người ngồi bên cạnh bị thương nhẹ. Một phụ xe đi cùng nằm ngủ sau lưng ghế lái bị mắc kẹt bên trong cabin. Công an tỉnh Bình Thuận đã điều một xe chữa cháy và gần 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ, phá cabin xe mang biển số tỉnh Hưng Yên để đưa hai người bị thương ra ngoài và may mắn chỉ bị thương tích nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn điều xe cẩu đến hiện trường để kéo xe tải tách ra. Hàng chục cảnh sát dùng thiết bị chuyên dụng cắt cabin đưa phụ xe bị mắc kẹt ra ngoài. Được biết, tài xế xe tải mang biển số tỉnh Quảng Nam phía trước sau cú tông mạnh cũng bị thương nhẹ. Cả ba người đã được đưa đi cấp cứu và xe cẩu đã đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường. Vụ tai nạn giao thông cũng gây kẹt xe kéo dài khoảng 2 km tại đoạn cao tốc hướng Phan Thiết đi Đồng Nai tại khu vực cách nút giao Tân Minh 3 km. Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết cho các phương tiện hướng bên đường có tai nạn ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 55. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Hai mô tô đối đầu xe khách trên đường ven biển, hai người tử vong tại chỗ. Ngày 21 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định tử thi vụ tai nạn rất nghiêm trọng làm hai người tử vong xảy ra trên tuyến đường ven biển DT716. Theo thông tin ban đầu, lúc 19h20 ngày 20 tháng 11, tại km 80+200 đường DT716, đoạn qua xã Chí Công, huyện Tuy Phong, hai xe mô tô do LVC, 18 tuổi và TQB, 28 tuổi, cùng ngụ xã Chí Công điều khiển đã đối đầu với xe khách 16 chỗ chạy tuyến Ninh Thuận, Bắc Bình. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai thanh niên đi mô tô tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe khách là ông PVQ, 41 tuổi, ngụ Hải Dương, rời khỏi hiện trường, sau đó đến trình diện và qua kiểm tra không vi phạm nồng độ cồn. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi hỗn hợp. Vụ việc đang được điều tra. Xe tước bằng lái tài xế dừng xe trên dải dừng khẩn cấp cao tốc để 7 người ăn tối. Ngày 18 tháng 11, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết đã hẹn tài xế dừng xe trên dải dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết đến trụ sở trên đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để xử lý vi phạm. Theo đó, với hành vi này, tài xế HTP, 34 tuổi, ngụ huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận sẽ bị xử phạt 11 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng. Ngày 16 tháng 11, tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối với một lái xe dừng xe ở dải dừng khẩn cấp trên cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết để cả gia đình 7 người ăn tối. Theo đó, khoảng 18 giờ 40 tối ngày 15 tháng 11, tại km 223+980 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Mương Máng, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, tổ cảnh sát giao thông phát hiện ô tô 85A05096 đang dừng đổ trên dải dừng khẩn cấp. Đáng chú ý là phía sau ô tô này, cả một gia đình 7 người, trong đó có hai trẻ em đang ngồi bệt dưới lòng đường để ăn tối. Qua làm việc, tài xế là ông HTP, 34 tuổi, ngụ huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Do đi trên cao tốc đói bụng nhưng chưa đến trạm dừng chân nên dừng xe ở dải dừng khẩn cấp để cả nhà cùng ăn thức ăn mang theo. Thay đổi cảnh sát giao thông số 6, việc cả gia đình ngồi ăn uống ngay phía sau đuôi xe ô tô trên dải dừng khẩn cấp là vô cùng nguy hiểm vì ban đêm
tầm nhìn tài xế hạn chế, đặc biệt là tài xế dừng xe không đặt biển hoặc đèn cảnh báo như đã khuyến cáo, và nếu các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc gặp sự cố kỹ thuật tấp vào thì rất nguy hiểm đến tính mạng của cả nhà. Giải cứu hai vợ chồng kẹt cứng trong cabin xe tải sau tai nạn với xe container. Ngày 3 tháng 11, trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với công an huyện Củ Chi tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 22, xã Tân Thông Hội, khiến hai người bị thương nặng. Vào khoảng 20 giờ 45 phút tối 2 tháng 11, một vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra giữa một xe tải chở hải sản và một xe container. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe tải chở vợ, lưu thông trên quốc lộ 22 theo hướng từ cầu vượt Củ Chi đi cầu vượt An Sương. Khi đến địa phận xã Tân Thông Hội, xe tải đã va chạm vào phần đuôi xe container đang dừng lại bên đường để tài xế đi vệ sinh. Cú va chạm mạnh đã khiến cabin xe tải biến dạng nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ văng xuống đường, hai vợ chồng bị mắc kẹt trong cabin và đã la hét cầu cứu. Ngay lập tức, người đi đường phát hiện vụ việc đã không ngần ngại hỗ trợ. Họ cột dây cáp để kéo giãn cabin, giúp giải cứu hai nạn nhân. Chỉ sau khoảng 10 phút nỗ lực, hai vợ chồng tài xế xe tải đã được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng và nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, cả hai nạn nhân đều là những người buôn bán thủy sản ở chợ Bình Điền. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn. Vụ việc đã gây sự chú ý lớn từ cộng đồng và thể hiện tinh thần hỗ trợ kịp thời của người dân trong các tình huống khẩn cấp. Các cơ quan chức năng kêu gọi người dân luôn thận trọng khi tham gia giao thông, đặc biệt là trên những tuyến đường đông đúc. Thùng container lật ở ngã 6 Cộng Hòa, giao thông 4 đường ở 4 quận rối loạn. Những vụ tai nạn liên quan đến xe container luôn là nỗi ám ảnh của người dân. Sáng ngày 18 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị xử lý xong hiện trường vụ xe container lật ở ngã 6 Cộng Hòa, khiến giao thông ùn ứ. Trước đó khoảng 5 giờ 30 phút, nam tài xế điều khiển xe container 40 feet chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ Võ Văn Kiệt đi Lý Thái Tổ. Khi xe qua vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, bất ngờ thùng container lật ngang. May mắn lúc này đường vắng nên không có ai bị thương tích. Sự cố lật thùng xe container ngay ngã 6 Cộng Hòa khiến giao thông ở 4 tuyến đường thuộc 4 quận khác nhau, gồm Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Viết Chánh quận 1, Lý Thái Tổ quận 3 và quận 10, Hùng Vương, Trần Phú và Nguyễn Văn Cừ quận 5, rối loạn, ùn ứ cục bộ lúc sáng sớm. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt phân luồng xử lý hiện trường, giao thông dần ổn định lúc cao điểm người dân đi làm. Trong vụ tai nạn liên hoàn dưới chân cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra chiều 8 tháng 8, một nhóm người đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu tài xế mắc kẹt trong ô tô ra ngoài. Tối 8 tháng 8, một đoạn clip dài gần 2 phút được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đoạn clip này ghi lại hình ảnh một nhóm người hùng bất chấp nguy hiểm lao vào cứu tài xế trong ô tô bị vò nát ở dốc cầu Phú Mỹ. Theo đó, vụ tai nạn liên hoàn 8 xe ở chân cầu Phú Mỹ, chiếc ô tô màu đen hiệu Volvo XC90 bị biến dạng và kẹt cứng trước đầu xe tải. Khi nhìn thấy chiếc xe này, nhiều người thảng thốt nhận định không còn sự sống bên trong. Tuy nhiên, một thanh niên mặc áo công nhân đã đến kiểm tra và phát hiện tài xế vẫn còn sống. Thanh niên này vội hô hoán mọi người cùng tìm cách giải cứu. Nhiều người đã xúm lại hợp sức đẩy chiếc ô tô màu trắng xám phía trước xe ô tô màu đen ra, nhưng không thể. Thời gian dần trôi qua mỗi giây, đồng thời với việc tài xế kẹt trong ô tô màu đen rơi vào tình thế nguy hiểm vì ngọn lửa trên xe đang lan nhanh tới. Nhận định tình hình, người thanh niên mặc áo công trình đã leo lên chiếc ô tô màu đen để kiểm tra, sau đó mượn cây kéo từ người đi đường để tự tay cắt kính. Một số người khác cũng lao tới hỗ trợ. Khi tài xế đã được mọi người kéo khỏi cabin cũng là lúc ngọn lửa bao trùm cả xe và bùng cháy dữ dội. Lúc 14 giờ 40 phút chiều 8 tháng 8, ông Dũng, 35 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, lái xe tải chạy qua cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi phương tiện vừa đổ dốc cầu, phần thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thì xảy ra tai nạn liên hoàn với 7 xe khác, gồm 2 xe container và 5 ô tô loại 4 đến 7 chỗ. Vụ tai nạn, 2 ô tô bị xe tải kéo lê về phía trước một đoạn rồi bốc cháy dữ dội. Người dân phát hiện sự việc đã lao đến dập lửa, phá cửa cabin, đưa những người bên trong ô tô ra trước khi ngọn lửa bao trùm.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng có mặt để dập đám cháy, nhưng hai ô tô đã bị cháy rụi cùng xe tải bị cháy phần đầu. Theo khai báo ban đầu của tài xế, ông đang trên đường chuyển hàng từ Kiên Giang đến Nha Trang, Khánh Hòa. Khi xe tải đổ dốc cầu Phú Mỹ thì có tiếng động lạ. Sau đó xe tải bất ngờ mất kiểm soát phanh, tốc độ tăng dần rồi tông liên hoàn nhiều xe phía trước. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân lao đến dập lửa, phá cửa cabin, đưa những người bên trong ô tô ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng cứu hộ cứu nạn có mặt để dập đám cháy, nhưng ba phương tiện gồm hai ô tô bị cháy trụi cùng xe tải bị cháy phần đầu. Vụ tai nạn khiến các xe ô tô bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ vụn văng khắp mặt đường. Giao thông qua cầu Phú Mỹ tê liệt, hàng ngàn phương tiện xếp kính mặt cầu theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức, kéo dài hơn 3 km. Theo Thượng tá Đoàn Văn Quế, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau tai nạn, các đơn vị liên quan đã nỗ lực hướng dẫn phân làn điều tiết để giảm ùn tắc giao thông qua khu vực cầu Phú Mỹ. Đến hơn 18 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường tai nạn mới được xử lý di dời, giao thông qua khu vực mới ổn định trở lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.